Dung xin kính chào ba cô chú anh chị và các bạn. Gia đình Dung đang trên đường về Tây Ban Nha đột xuất nha cô chú anh chị. Mình vào đường cao tốc nè cô chú anh chị, nhưng mà đường cao tốc này còn hẹp lắm, giống như nhỏ thôi. Mà trong tuần đó cô chú anh chị là xe tải rất là nhiều, người ta kiểu như người ta giao hàng đồ á, từ Pháp qua rồi từ Tây Ban Nha qua thì nhiều lắm. Lúc rài cuối tháng 9 rồi nha cô chú anh chị, mà còn rất là nhiều người đi du lịch. Mình thấy là còn rất là nhiều xe Kamika đó, người ta chạy ở trên đường, người ta đi chơi từ Đức qua nè, Hà Lan rất là nhiều. Gia đình Dung tới Gozas rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi lấy phòng khách sạn. Bây giờ là cũng 7 giờ tối. Dung đón con từ trong trường khi con tan học, rồi mình đi thẳng về Tây Ban Nha luôn. Ở đây là đây là khách sạn mà gia đình Dung sẽ nghỉ đêm nay đó cô chú anh chị. Lần trước Dung có nghỉ ở khách sạn này rồi, nhưng cô chú anh chị đó, lần này mình quay lại thì mình không có đặt ở trên booking nữa, mà mình đặt gọi điện trực tiếp đến khách sạn luôn, thì mình được giảm 10%. Đây là một cái khách sạn 3 sao, nhất là kín phòng hết rồi cô chú anh chị. Hola, monsieur. Oui, c'est ça, oui. D'accord, vous nécessitez la carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Je les donne déjà, monsieur. Ở đây cô chú anh chị, tại vì còn đang mùa du lịch nha, cho nên là phòng là chạy nhầm từ 150 cho tới 200 một đêm như cô chú anh chị, là bao gồm ăn sáng luôn á. Còn mà khách sạn 5 sao là tầm 300 đổ lên. Tầng 3 mét ô. Đây là cũng giống như được rồi, nhưng cô chú anh chị, cái ghế mà người ta bật ra làm cái giường. Tu rappelles? Tu dors sur le lit là? Buổi chiều hoàng hôn trên biển. Đó. Khách sạn ở khu này là đầy hết rồi đó nha cô chú anh chị. Mình check mấy cái khách sạn mình kiếm giá rẻ rẻ nhưng mà đầy hết rồi. Mùa này du lịch là tới tháng này là không có thấy con nít nha cô chú anh chị, toàn là người lớn lớn, không phải cặp gì giống người ta về hưu á, người ta đi. Tại vì bạn của ông xã Dung, anh Jacques, anh Jean-Luc á, anh bà làm thợ điện á cô chú anh chị, hai vợ chồng cũng đang đi nghỉ ở đây hả. Ngoài một cái phòng như vậy thì hai mươi mấy mét thôi nha cô chú anh chị, nhưng mà thấy cũng tủ đồ này đủ hết, chủ yếu là mình để ngủ thôi, có chỗ tắm rửa rồi này kia là Dung không có quan trọng là phòng rộng hay không, miễn có giường ngủ là mình ok rồi, tại vì cái giá mình trả tiền mà tiền nào của nấy. Tủ máng đồ ở bên này, trong này thì người ta cho mình để cái tủ lạnh nhỏ nhỏ. Bây giờ là 8 giờ tối, trăng lên rồi đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy là nhà ở trên núi không, mọc như nấm vậy đó. Mà nhà ở trên đó là dạng biệt thự bự bự không nha cô chú anh chị. Bây giờ là gia đình Dung đi tìm cái chỗ để cho tụi nhỏ nó ăn tối. Buổi tối hoàng hôn ở Gozas nha cô chú anh chị.
tới tháng 9, tháng 10 là toàn là cặp cái đôi đi nghỉ không nha cô chú anh chị, rất là nhiều người bỉ. Ở đây có một cây đàn piano nè cô chú anh chị, ai muốn chơi nhạc thì chơi. Con chào bà cô chú đi. Xin chào bà cô chú. Con chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Tê. Xin chào bà cô chú. Ừ. Xin chào bà cô chú. Ouais. Xin chào bà cô chú. Tu veux des frites? Ông xã dùng ăn đùi cừu nha cô chú anh chị. Đùi cừu sốt. Attends, Louis, attends. Comment elle est? Pas, j'aime pas. Non? C'est 0 sur 0. La note est 0 sur 0. C'est les agneaux, tu sais pas manger toi. 1 sur 0. Ở bên Tây Ban Nha, cô chú anh chị rất là nhiều phục vụ ở trong nhà hàng, rất là dễ tìm việc làm nữa. Nhiều người Maroc nè, Philippines nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái nhà hàng này là Philippines không à. Còn cái anh phục vụ này là Colombia. Người ta nói là qua đây làm rất là dễ làm hơn, mà kiểu như tiền bo nó nhiều hơn. Nên ở Pháp người ta phục vụ người ta ít có làm lắm. Ở bên này là đang tính tiền phục vụ trong hóa đơn này nha cô chú anh chị. 1 đồng 35 sen cho một người, mỗi người là 5 đồng 40. Ở đây nhà mình không có kén ăn nha cô chú anh chị. Dung thấy đồ ăn sáng cũng ngon, cũng phong phú lắm nè. Ở sandwich rồi bánh hamburger, rồi xúc xích, đó, dăm bông đồ này kia. Cũng có cái này cái kia đầy đủ lắm. Mình thấy ăn sáng là gì là vừa rồi. Không có ít cái này. Trong này là răm bông nướng và trứng chiên. Hola. Bảo bốc. Numéro, oui. Sandwich, oui. Merci. Đây là trứng ốp la. Dùng đi xuống mà dùng quên báo số phòng nữa cô chú anh chị. Ở đây nè, phô mai, các loại phô mai, mứt. Dung rất là thích cái ăn cái phô mai trắng này nè, nó rất là mềm mịn luôn. Bonjour monsieur. Cái này là máy ép nước trái cây. Muốn uống gì cũng có nhưng cô chú anh chị, nước dâu nè, nước chanh nè. Đây là các loại mứt để ăn kèm đó cô chú anh chị, như Nutella rồi này kia, mật ong nè, để ăn kèm với bánh tổ ong. Alors chocolat chaud. Attends, je lis, je sais pas. C'est chocolat. Chocolat. Ça. Oui. Chocolat. Tu me jures. Oui. C'est quoi ça? Dùng rất là thích ăn cái bánh mì với rồi. C'est chaud, c'est chaud. Non, c'est pas du café, c'est du chocolat. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn sáng với anh Dung nhé. Xin chào mặt cô chú. Kín hết rồi đó cô chú anh chị. Mình lên booking mình sạc là không còn phòng nữa. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Vous bien manger parce qu'aujourd'hui à midi on mange tard. Các khách sạn ở đây cô chú anh chị thì mình đặt phòng là có phòng ăn sáng nữa, không ăn sáng mình chọn cái gói ăn sáng luôn. Mm-hmm.
Maman, je te donne mon verre parce que moi je suis là-bas là. Vas-y. Nhà Dung ăn sáng xong thì mình sẽ trả phòng, mình ngủ có một đêm thôi cô chú anh chị. Ăn sáng là bắt đầu từ 8 giờ tới 10 giờ nhưng cô chú anh chị, nhưng mà nhà Dung có hẹn cho nên là mình xuống rất là sớm. Trời vẫn còn rất là đẹp nhưng cô chú anh chị đó, nhiều người người ta đi tắm biển lắm. Sáng nước này là mình ê ê, mình không xuống không nổi, mà nhiều người người ta chịu lạnh giỏi đó, là người ta đi bơi. Ở đây Du không biết là mấy cây. Hôm nay mình gặp lại chủ công ty bất động sản Brava Homes. Gia đình Dung đang ở Figueras đó cô chú anh chị. Hôm nay là một ngày rất là quan trọng với gia đình mình. Mời cô chú anh chị và các bạn theo chân gia đình Dung nhé. Hôm nay mình đóng cửa nhà hàng đó cô chú anh chị, đi khách cứ gọi liên tục. Đây là thành phố Figueras. Ở trong này rất là nhiều cửa hàng hiệu nha cô chú anh chị. Mà ở đây cũng giống như ở Pháp á, cửa hàng Pháp chỗ nào cũng có hết trơn á. Đây là ngày mình nhận căn hộ mới nha cô chú anh chị. Đây là căn hộ mà tự Dung muốn Dung mua. Đây là ông chủ căn hộ. Gia đình mình đang ở trong văn phòng của địa chính. Thì bên bán và bên mua mỗi người sẽ có một cái luật sư riêng nha cô chú anh chị. Cô áo hồng này là của gia đình Dung, còn cái người mặc váy dài này là của bên gia đình bên bán. Cái chỗ quảng trường bên đó là cái chợ ở Fioras đó cô chú anh chị. Nhưng mà chợ thì hôm nay không thấy nhóm. Đây là xe buýt này, phải này là đoàn của Bỉ nè cô chú anh chị. For tourist. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Gia đình mình về vội ở Tây Ban Nha và mình phải đi về Pháp trong buổi chiều. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong video lần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Khách người Bỉ, người ta vừa mới xuống xe. Tu viens avec mon tobai? Oui. Ah bon? De l'escalade. Đây là anh bạn Jean-Luc, anh ấy là thợ điện đó cô chú anh chị. Thì hai vợ chồng đi nghỉ ở L'Escala gần Gozat, cho nên là anh chạy ngang để uống bia với vợ chồng mình. Thì tại mình phải về Pháp trong trong buổi chiều cho ngày mai các con đi học, cho nên là anh không có gặp và được lâu nữa. Thì mình cũng không có đi ăn được với nhau, cho nên là chỉ uống bia thôi. Il rentrait dans la camionnette? Oui. Ah ouais? Ah oui, oui. Venez avec toi. Venez avec toi, ouais, tu partais en France avec lui. Et je pouvais bien garder, mais j'ai pas de place. J'ai pas de lit dans le camionnette. Si, je pouvais garder, tu sais, c'est votre plaisir. Il y a une place ici. Et oui, il y a un peu de tout en vous. Allez, merci Jean-Luc. À bientôt, ouais. Bonnes vacances. Hein? Ouais, merci.